Chào mừng các bạn đang theo dõi kênh review những sản phẩm mua từ shop Lazada. Và hôm nay trên tay mình đây là một cái sản phẩm hàng công nghệ nha các bạn, và được đặt mua trên shop Lazada ở một cửa hàng ở có địa chỉ ở Trung Quốc Nhật Bản. Đơn hàng này được gửi từ nước ngoài về, và khi mình đặt cái đơn hàng này cũng khá lâu rồi nha các bạn, vào ngày 20 tháng 4 nha các bạn. Hôm nay nhận hàng là ngày 5 tháng 5, cũng khá lâu mới hàng mới về được đến tay. Và trong này là những cái sản phẩm công nghệ mình đã đặt mua từ shop và về đến đây, thì hôm nay nhận hàng được mình cũng rất là vui, và được sẽ review toàn bộ những cái sản phẩm này cho các bạn cùng xem để có một cái nhìn và đánh giá về những cái sản phẩm được mua trên shop Lazada nha các bạn. Đây là những toàn bộ số hàng thì sau khi nhận hàng, thì khi nhận hàng trên tay thì cảm giác đầu tiên là cái cảm nhận về gói hàng. Thì những shop ở nước ngoài thì người ta gửi hàng thì rất là đơn giản nha các bạn, chỉ cho vào một cái bịch ni lông như thế này thôi. Theo rằng ở Việt Nam chúng ta thì hay cho vào một cái thùng cặt tông nhựa cứng gói hàng thì nó sẽ đảm bảo hơn. Còn khi mà gửi hàng ở nước ngoài thì không biết sao, bên đó họ chỉ mình đã nhận được một vài đơn thì hầu như họ chỉ gói hàng bằng cái túi ni lông như thế này thôi, cái túi ni lông như thế này thôi, và dán mép lại như thế này thôi. Không có nghĩa đó. Thì bây giờ mời các bạn cùng mình để sẽ mở cái sản phẩm này ra ha, cái gói hàng này ra để xem trong bên trong nó có cái gì, và cùng nhận định xem cái chất lượng sản phẩm cũng như cái số lượng sản phẩm khi mà đặt shop mua ở cái shop đặc biệt là cái shop này ở nước ngoài nha các bạn, để mình và các bạn có một cái đánh giá nhận định về những cái sản phẩm mua trên shop Lazada có chất lượng đảm bảo hay không, và có thể để cái những các bạn khác khi mà muốn mua sản phẩm trên Lazada hay mua những cái sản phẩm ở nước ngoài thì có một cái nhìn nhận nó rõ ràng hơn, và để mà chúng ta có quyết định tiếp tục mua tham gia sản phẩm mua bán trên cái sàn thương mại này không nha các bạn. Thì bây giờ mời các bạn cùng mình ha, thì khui cái sản phẩm này ra đây. Cái này nó việc này khui của cái sản phẩm thì khá là đơn giản, chỉ dán keo lại thôi chứ không có gì lớn cả, cái keo dán lại thôi đó, chỉ xé nhẹ vậy là nó đã ra rồi. Hầu như họ chỉ đó, họ chỉ gói hàng cách đơn giản bằng cái bình lông này thôi nha các bạn. Đây, và ten những cái sản phẩm này rồi bao gồm những cái gì nha các bạn, mình sẽ đổ hết ra đây cho các bạn. Đây, tin xong thì những cái sản phẩm mình mua trên này là bao gồm cái gì các bạn. Đây thì mình đặt mua những rất là nhiều sản phẩm khác nhau, có rất nhiều nha các bạn. Đây, rất nhiều sản phẩm khác nhau nha các bạn. Đây, quá là trời nhiều luôn. Thì bao gồm những cái gì, đây mình sẽ liệt kê ra cho các bạn xem. Trong đó thì có ốp lưng nha các bạn, ốp lưng ha, ốp lưng điện thoại, và cái đây là cổng hút USB ha nha các bạn. Đây cũng mở rộng của USB ra ba cái nha các bạn. Đây là những cái ẩu sạc dành cho ô tô nha các bạn, ẩu sạc ô tô nhiều ha các bạn ha. Đây, những cái tẩu sạc cho ô tô nha các bạn. Và đây là những cái đây là cái cục sạc có ba cổng USB. Đây là những cái cáp sạc ba đầu nha các bạn, đầu cổng micro, cổng Type-C và cổng Lightning nha các bạn. Đây là dây cáp sạc bình 500 nha các bạn, dây cáp sạc 500 nha các bạn. Dây nối nha các bạn, dây nối của Type-C để ra cũng rất 3.5 tai nghe nha các bạn. Đây nữa, đây cũng là dây nối của cổng Type-C là rất 3.5 để chúng ta gắn tai nghe nghe nhạc nha các bạn. Đây là một cái sản phẩm mà để nối cổng Type-C ra hai đầu cổng, một cổng tai nghe và một cổng Type-C khác nha, để chúng ta có thể vừa sạc vừa nghe nhạc nha các bạn. Đây cũng vậy, đây là một cái cổng Type-C để nối ra một rắc Type-C và một cái cổ đầu để nghe nhạc nha các bạn. Đây là cái đèn chiếu sáng là cổng USB nha các bạn. Đây
đây là một cái bịch gồm 100 cái que chọn sim nha các bạn. Trong cái que chọn sim nhìn được không ta ha? Đây cổng Type-C luôn ha. Đây là cổng Type-C ra Lightning nha các bạn. Type-C Lightning dây nha các bạn. Dây ha. Và trong này là cái cổng Lightning, cổng Lightning ra cái cổng đổi cổng Lightning ra một cổng Lightning khác, ra hai cổng Lightning để chúng ta có thể vừa nghe nhạc và vừa sạc nha các bạn. Đây, cổng Lightning ha. Đây là gồm toàn bộ những cái sản phẩm ha, sản phẩm mà đặt mua trên shop Lazada, và đây là toàn bộ những cái sản phẩm mình đặt mua trên shop Lazada ha. Và có cái shop này ở nước ngoài nha các bạn, thì gồm những cái sản phẩm như thế này, rất là nhiều sản phẩm hay các bạn. Các bạn xem thì đánh giá sơ bộ về chất những cái chất lượng sản phẩm thì mình thấy cũng khá là đảm bảo nha các bạn, về số lượng cũng như về chất lượng, cũng như các đơn hàng mà mình nhận được thì cũng rất là ok. Cái sản phẩm mình nhận được mình chưa có test chính xác cụ thể để mà biết được cái như thế nào, nhưng mà trước mắt thì mình nhận định thấy nó cũng sản phẩm họ giao hàng mình nhận rất là ok nha các bạn. Đó thì trước khi nhận hàng thì mình kiểm tra hàng cũng như là chất lượng thì rất là đủ và rất là đảm bảo. Đánh giá là shop này cho shop này về giao hàng cũng như là về cái chất lượng sản phẩm thì 5 sao nha các bạn, 5 sao ok nha các bạn. Còn một cái quá trình sử dụng nữa thì như thế nào thì sẽ có cái đánh giá sau, trước mắt thì như thế, nhận định như thế thôi. Còn quá trình sử dụng thì nó có cho được cái kết quả thì cái độ bền cũng như nó sẽ như thế nào nữa nha các bạn. Thì đây là toàn bộ cái sản phẩm mà mình đã đặt mua trong cái đơn hàng lần này, mình muốn giới thiệu cho các bạn để mọi người cùng xem ha. Thì đây đó, rồi các bạn, chúc các bạn có một cái nhìn tổng quát về những cái shop mà mình mua trên shop Lazada, để khi các bạn có nhu cầu muốn mua sắm thì cũng có đủ can đảm hơn để biết rằng để mà có để mà đặt cái đơn hàng, những cái đơn hàng có giá trị nha các bạn. Đó thì mình rất hài lòng về những cái sản phẩm dịch vụ của shop cũng như đặt mua trên shop Lazada. Cái review sản phẩm hôm nay đến đây là hết. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video review sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.